được trang bị camera zoom siêu khủng. Thông tin mới nhất về Galaxy S11 cho thấy thông số kỹ thuật siêu khủng của flagship này, mà không một smartphone nào ở thời điểm hiện tại theo kịp. Theo Firena, thông tin được tiết lộ từ trang công nghệ Techmaniacs, Huy Lạp, dẫn lời các nguồn tin thân cận từ Samsung cho biết, Galaxy S11 cộng sẽ được trang bị khả năng zoom siêu khủng. Galaxy S11 có thể được trang bị hệ thống camera sau có cảm biến chính 108MP, kết hợp với ống tele 48MP, zoom quang 10x, cho khả năng thu phóng lên tới 100x. Đây sẽ là tính năng độc quyền dành cho phiên bản Galaxy S11+. Cảm biến 108 megapixel của Samsung có khả năng kết hợp 4 điểm ảnh lại với nhau thành một điểm ảnh để tạo ra những bức ảnh với độ phân giải 27 megapixel. Điều này giúp người dùng có thể chụp bức ảnh 108 megapixel hoặc 27 megapixel với độ sắc nét và dung lượng nhỏ hơn. Ngoài ra, các thông tin dò dỉ cũng cho biết thêm Galaxy S11 cộng sẽ có tốc độ làm mới màn hình lên đến 120Hz và màn hình khổng lồ 6.9 inch. Kích cỡ màn hình này đồng nghĩa với việc viền màn hình của Galaxy S11 cộng sẽ cực mỏng, do kích thước 6.9 inch tương đương với máy tính bảng. Các thông số kỹ thuật khác được đồn đại sẽ có trên Galaxy S11 bao gồm chip Snapdragon 865 hoặc Exynos 990, RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB và viên pin 4900mAh. Galaxy S11 có thể được bán với giá 999 đô la Mỹ, máy ra mắt ngày 11 tháng 2 và lên kệ vào ngày 6 tháng 3 năm 2020.